đừng để bạn bè ở lại một mình. Hãy lén đưa họ vào rạp chiếu phim nào. Làm sao vào được trong đây? Chúng ta đâu có tiền. Chờ một chút, tớ biết phải làm gì. Tớ cần bóng ngô, chờ nhé. Chào cô, tôi đứng ở đây một lát. Bóng nóng 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 nóng. Yêu. Wow, có vẻ Nick sắp làm một việc nguy hiểm. Các cậu, sẵn sàng. Thả bom. Tôi không thở được. Wow, tớ thật mạnh mẽ. Cuộc tấn công hóa học thành công. Kẻ địch bị đánh bại. Theo tớ nào. Bộ phim sắp bắt đầu rồi. Ôi, tội nghiệp cô gái. Cái gì? Sao cô ấy làm được như vậy? Kisa. Cô đi đâu rồi? Chuyện này sao có thể chứ? Không gì là không thể với các ninja thực thụ. Và vào cửa miễn phí ở rạp phim không thành vấn đề với họ. Xong, Amanda, sạch chướng ngại vật rồi. Yeah, tới đây. Ha. Chuyện gì vậy? Mình ngồi đây làm gì? Các ninja đâu rồi? Bây giờ chúng ta sẽ đi xem phim hoạt hình mà con thích nhé. Con đói không? Đây, bình sữa của con. Kệ họ đi, con yêu. Ồ, bé trai đáng yêu quá. Cho tôi xem vé nhé. Được thôi, chờ chút. À, đây rồi. Trẻ em được miễn phí đúng không? Đương nhiên rồi, vào đi ạ. À. Người tiếp theo. Được rồi, kế hoạch thành công. Chà, mỗi người đều có một phần tâm hồn trẻ thơ. Tại sao không dùng nó để được xem phim miễn phí chứ? Cải trang giỏi lắm, Alan. Mình thích đọc tin tốt. Ôi, tồi tệ quá. Người phụ nữ điên đã trốn viện. Xin chào, xin chào. Là cô ta. Mình phải ngăn cô ta lại. Cấm động đậy. Tôi sẽ đưa cô trở lại phòng khám. Nhìn kìa, cậu làm được rồi. Cảm ơn nhé. Chỉ có người bạn thực sự mới đánh lạc hướng được kiểu này. Chúng tớ sẽ không quên công lao của cậu, Zoe. Chào buổi tối, thưa quý cô. Tên tôi là Nick và tôi là một họa sĩ chuyên nghiệp. Khi vừa nhìn thấy cô, tôi đã nhận ra rằng tôi phải vẽ chân dung cô rồi. Chờ nhé, để tôi mang giá vẽ tới nha. Wow, anh ta không nói đùa. Đây, mời cô ngồi. Yay, mình hạnh phúc quá. Cùng thêm sự thanh lịch vào vẻ ngoài của cô. Rất tốt. Bắt đầu nào. Cô có thể quay mặt sang bên phải không? Được chứ, theo ý anh mà, họa sĩ. Các cậu, cô ấy đang không để ý. Cảm ơn, Nick, cậu là thiên tài, nhanh lên. Tạo dáng thật đẹp. Đây là bức chân dung đầu tiên của mình. Mình sẽ treo lên cho mọi người cùng xem. Nick, cậu là tuyệt nhất. Cái gì thế này? Là chân dung tôi thật sao? Tôi là nghệ sĩ, đây là cách nhìn của tôi về cô. Nhưng tôi cứ mong. Lạ thật. Xin chào. Ôi không, tôi bị dị ứng với cún. Và điều này thật tuyệt. Theo tới nào các cậu. Đôi khi để lén cho bạn bè vào trong rạp, bạn cần một anh bạn khác.
Chào mừng đến với rạp chiếu phim. Chúc bạn xem phim vui vẻ. Người tiếp theo. Cho tôi xem vé. Vào đi. Có vẻ các cô bạn này không cần chiếc vé thứ hai, vì hai người họ thực sự không thể tách rời. Cô ấy không thấy mình. Một ngày tệ nhạt. Xin chào. Chào anh. Tôi mua vé. Ồ, thú vị rồi đây. Một vé, cảm ơn. Tuyệt vời. Giờ mình chỉ cần đi photo ra là được. Có vẻ Zoe đã khởi nghiệp theo cách rất khôn khéo. Chà, giờ thì mọi người đều có vé. Và mình thì có tiền. Mọi người, tôi có vé này. Yeah, yeah, tuyệt vời. Chuyện gì thế này? Cứu mình. Không. Vào đi. Bình tĩnh đây, tôi là FBI. Anh có thấy người đàn ông này không? Chúng tôi nhận được tin anh ta ở trong rạp. Đó là một tên tội phạm rất nguy hiểm. Anh phải cho chúng tôi vào. Ờ, được rồi, hai người vào đi. Không phải cô. Không phải cô. Thành công rồi, đập tay nào. Ta đã kết hợp rất tốt. Ồ, bỗng ngô. Đây là thứ mình cần điều tra. Hai người thực sự là FBI sao? Vậy đã bắt được tội phạm chưa? Cho tôi xem súng nhé. Đây không phải ghế của cô. Đi mau. Này, ồ, các người, kẻ giả mạo. Hai người không dễ mà lừa được tôi đâu. Ra khỏi rạp chiếu phim của tôi. À, nhưng kế hoạch này vẫn rất hay. Không, phải bận hơn nữa. Đó, được rồi, cố lên. Zoe, cậu làm được mà. Ôi, cậu cho tớ đi. 10, 11. Tiếp theo là... Wow. Chào anh, tôi là Zoe. Anh ta trúng kế rồi. Hình như tôi đang yêu. Hay là anh kể cho tôi về mọi thứ về anh nhé. Chà, có vẻ với kế hoạch đánh lạc hướng này, chắc chắn sẽ được xem phim miễn phí. Các cậu, đừng mất thời gian nữa. Rất vui được gặp anh, Nick. Ôi, cô gái đẹp quá. Chưa đã. Ôi không. Ôi. Ow, đau quá. Hy vọng không ai nhìn thấy. Phải quay lại làm việc thôi. Sao phải lừa bảo vệ khi mình có thể kiểm soát họ chứ? Cho tôi xem vé. Được thôi. Tuyệt, kết nối được thiết lập. Giờ mình sẽ kiểm tra việc thực hiện lệnh điều khiển. Hoan hô, siêu phát minh của mình hoạt động cực tốt. Các cậu, nhìn đây, cô ấy hoàn toàn bị tớ kiểm soát rồi. Wow. Tớ thử được không? Đây không phải là đồ chơi. Chúng ta nên vào xem phim, mau lên. Wow, tôi có thể tải ứng dụng đó ở đâu nhỉ? Vé của anh đây. Người tiếp theo. Này, Alex, cậu mua vé chưa? Một vé? Xin lỗi, tớ mua bỗng ngô bằng tiền của cậu rồi. Ăn không? Không, còn tớ thì sao? Bình tĩnh, tớ sẽ nghĩ cách. Ồ, nhìn kìa, may mắn thật. Trong lúc anh ta ngủ, chúng mình sẽ yên lặng đi vào. Đi thôi. Ôi không, có vẻ như không được yên lặng theo như kế hoạch. Nhưng nếu bạn của bạn là một người kể chuyện giỏi, thì lén vào rạp phim không còn khó khăn nữa. Ngày xưa, ngày xưa, có một cô công chúa. Alex, gối đâu? Đây rồi. Đắp thêm chăn vào nữa là sáng mai anh ta mới ngủ dậy. Mơ đẹp nhé.
ai có thể làm bất cứ điều gì mình muốn ở rạp chiếu phim. Tất nhiên là bà chủ lớn. Mình cải trang thế này chắc chắn được. Anh đang làm gì đó? Cô là ai? Ôi, xin lỗi ạ. Dọn dẹp mau, ngay bây giờ. Nếu anh không muốn tạm biệt công việc của mình. Nhưng thật không công bằng. Vậy mới phải. Các cậu, anh ta tính rồi, nhanh lên. Tạm biệt công việc của anh. Khi nào lớn, mình sẽ tự làm ông chủ. Trong khoảng 2 năm. Thưa bà chủ, vậy đủ chưa? Chưa, vẫn còn bẩn. Bẩn, nhìn xem. Cô ấy đi đâu rồi? Kỳ lạ thật. Còn bạn sẽ lén đưa bạn bè vào rạp chiếu phim bằng cách nào? Hãy chia sẻ những ý tưởng hay ở phần bình luận bên dưới nhé. Bạn có thích video không? Vậy thì hãy like, đăng ký kênh và đừng quên nhấn chuông nhé. Hẹn gặp lại.